Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình Thời sự của Vốt TV trong bản tin ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính thưa quý vị, trong lúc dịch COVID-19, tức là virus Vũ Hán, đang diễn biến phức tạp, Trung Quốc triển khai nhiều hoạt động mới ở Biển Đông ngay sau khi tuyên bố giải quyết xong ổ dịch ở Vũ Hán. Việt Nam có thể làm gì trong tình thế này khi cũng đang gồng mình chống lại dịch bệnh, và liệu đồng minh Mỹ có đóng góp gì và giúp vai trò gì cho Việt Nam khi cường quốc này vừa trở thành nước dẫn đầu thế giới về số ca lây nhiễm hay chăng? Dù không hoàn toàn đồng tình với phóng viên Mỹ Hằng của BBC News tiếng Việt liên quan tới những nhận định trong bài, nhưng cũng xin được triển khai và gửi tới quý vị hầu giúp chúng ta có những góc nhìn khác nhau liên quan tới vấn đề này. Mới đây nhất, ngày 26 tháng 3, Trung Quốc đã khai thác 861.400 mét khối khí tự nhiên từ metan trong một tháng sản xuất thử nghiệm ở Biển Đông. Truyền hình của nước này đã đưa tin. Giới chức năng lượng Trung Quốc phát biểu rằng đây là bước quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa khí metan. Metan đã được xác định là một trong những nguồn khí đốt mới tiềm năng cho Trung Quốc và Biển Đông, được cho là có chứa một số lượng khí metan dồi dào và bậc nhất trên thế giới. Trung Quốc cũng đã đưa máy bay quân sự tới Biển Đông để diễn tập trong tháng này ở Biển Đông, dường như là để đáp trả các cuộc tuần tra qua khu vực này của các tàu chiến của Mỹ, theo truyền thông Trung Quốc. Mới hồi tháng 2, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng của Việt Nam, một động thái được cho là nhằm tăng cường mối quan hệ Mỹ-Việt, khẳng định sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông, nhưng đã khiến Trung Quốc tức giận. Tiếp đến đầu tháng 3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell của Mỹ đã đi vào Biển Đông để thể hiện rằng đây là tuyến đường thủy quốc tế mở thay vì nằm dưới sự kiểm soát kiềm kẹp của Trung Quốc, theo hãng thông tấn Reuters. Đáp lại, vào giữa tháng 3, Trung Quốc tập trận chung với Campuchia trên Biển Đông, mặc dù có nguy cơ khiến Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác phẫn nộ. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục khánh thành thêm hai trạm nghiên cứu ở Biển Đông. Trung Quốc cũng mới đưa vào hoạt động hai trạm nghiên cứu trên đá Subi và đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hai cơ sở này theo dõi đo đạc các thay đổi về sinh thái, địa chất, môi trường tại các vùng biển này. Hai cơ sở này được cho là cùng tổ hợp với một trung tâm nghiên cứu của Trung Quốc được xây dựng trước đó ở đá Vành Khan của Trường Sa. Như thế chúng ta có thể nhận thấy chỉ riêng ở vùng biển này, chúng ta đã bị chiếm mất ba đảo và đều họ đã xây dựng các trạm về nghiên cứu và quân sự, đó là đá Subi, đá chữ thập và đá Vành Khan. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ, trong khi đang phải chống chọi với sự lây lan chóng mặt của COVID-19, không giúp đỡ gì các nước châu Á khác chống lại Trung Quốc về lâu dài như đã từng trong quá khứ, theo các nhà phân tích trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Theo giáo sư Kantayer từ Học viện Quốc phòng Úc Châu, thì Mỹ không cho thấy vai trò lãnh đạo và đó là một khoảng trống để Trung Quốc nhảy vào. Mới hồi tháng 2, một sự kiện được Việt Nam chào đón long trọng là việc tàu sân bay Theodore Roosevelt cập cảng Đà Nẵng. Theo các nhà phân tích, việc này cho thấy Việt Nam ủng hộ sự hiện diện của Hải quân Mỹ và rằng Việt Nam hy vọng rằng việc tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ sẽ ngăn chặn Trung Quốc tiếp tục bắt nạt. Thế nhưng giới phân tích cho rằng mối liên minh này không thể kéo dài lâu. Vậy liệu Việt Nam và Mỹ có tin nhau hay chăng? Để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc, chiến lược của Mỹ là củng cố các cam kết về các mối quan hệ đối tác và đồng minh đã có, đồng thời mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước đối tác mới, cùng chia sẻ quan điểm về tôn trọng chủ quyền, công bằng thương mại và luật quốc tế. Theo phân tích của tác giả Max Valencia trên tờ South China Morning Post, tức là tờ Hoa Nam buổi sáng, chiến lược này nhằm thực hiện tầm nhìn vĩ đại của Mỹ về một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bao gồm tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền, doanh nghiệp tư nhân và thị trường mở. Do tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, từ lâu các nhà quan sát đã cho rằng Việt Nam là một nước chống Trung phỏ Mỹ mạnh mẽ nhất trong toàn khối ASEAN. Thế nhưng, thực tế là Việt Nam không chia sẻ nguyên lý cốt lõi của một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và tự do hàng hải cho các tàu chiến. Việt Nam đã từ lâu có chính sách hạn chế cho tàu chiến đi vào lãnh hải của mình, tương tự như Trung Quốc. Đặc biệt, Việt Nam có cả đường lãnh hải cơ sở và các nước phải được phép của Việt Nam mới được vượt qua các đường cơ sở này. Theo ông Mark Valencia,
nhà phân tích chính sách hàng hải, nhà bình luận chính trị và nhà tư vấn chính sách châu Á nổi tiếng ở Mỹ. Do đó, việc Hoa Kỳ đưa các tàu chiến đi vào vùng lãnh hải xung quanh Hoàng Sa không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn cả gửi tới Việt Nam một thông điệp. Hơn nữa, Hoa Kỳ không công nhận các yêu sách của Việt Nam đối với các thực thể nằm dưới mực thủy triều ở Trường Sa. Đồng thời, phản đối việc quân sự hóa của Việt Nam cũng giống như phản đối Trung Quốc. Sự va chạm trong các diễn giải và các chính sách pháp lý liên quan đến tự do hàng hải là biểu tượng cho sự lệch tông mang tính chiến lược cơ bản giữa Mỹ và Việt Nam. Ngoài ra, dù chống Trung, Việt Trung lại có mối quan hệ khăng khít giữa hai đảng Cộng sản và vấn đề kinh tế. Việt Nam cũng luôn kiên định chính sách 3-0 là không tham gia vào các liên minh quân sự, không có các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam và không phụ thuộc vào một quốc gia nào khác để chống lại quốc gia kia. Không có điểm chung về văn hóa và ý thức hệ thống chính trị hay thế giới quan, ngoại trừ mối đe dọa của Trung Quốc, đó là bản chất của mối quan hệ chiến lược Việt-Mỹ, vẫn theo tác giả Mark Valencia. Trên thực tế, Việt Nam và Mỹ không tin tưởng nhau vì những lý do chính đáng và từ cả hai phía, và điều đó khiến cho việc xây dựng mối quan hệ chiến lược vững chắc và lâu dài giữa hai bên là không thể. Tiến sĩ Mark Valencia bình luận về mối quan hệ Việt-Mỹ. Chúng ta cũng có thể nhận thấy với chính sách 3-0 là không tham gia vào các liên minh quân sự, không đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, không dùng nước này để chống nước kia, theo những cùng cách diễn giải đó từ phía Việt Nam, thì chúng ta lấy gì để kêu gọi Mỹ vào để chống Trung Quốc? Đó là những mâu thuẫn, đồng thời là những vấn đề cốt lõi của mối quan hệ này, khi Việt Nam và Mỹ không thể có được những sự tương đồng. Chắc chắn về văn hóa, ý thức hệ là điều hoàn toàn khác biệt, trong khi Việt Nam vẫn còn là một nền văn hóa mang nặng tính Nho giáo và Khổng giáo, thì nền văn hóa của phương Tây cởi mở, tự do, sáng tạo, đồng thời tư duy cùng thắng, nhưng ở Việt Nam xem ra đó chỉ là chiêu trò để lợi dụng Mỹ. Có lẽ chúng ta cũng có thể dễ dàng để hiểu rằng, cho dù phải chống lại kẻ thù là Trung Quốc, nhưng việc lợi dụng lẫn nhau là một điều không dễ dàng gì để chấp nhận. Những tương quan về lăng kính chính trị và thế giới quan, ngoại trừ là mối đe dọa từ Trung Quốc làm cho Việt Nam phải cần Mỹ. Ngoài ra, chúng ta có thể nhận thấy rằng, từ những vấn đề giao lưu văn hóa và kể cả trong cách dùng của truyền thông Việt Nam, tới nay thì vẫn tuyên truyền chống Mỹ, vẫn bài Mỹ qua kể cả các biểu tượng và qua các chương trình truyền hình thực tế lẫn các phóng sự cộng đồng và phim ảnh của nước này. Kể cả sách giáo khoa vẫn còn mang nặng bài Mỹ phò Trung. Thật ra, đối với các nhà phân tích về quân sự và quốc phòng, chuyến viếng thăm đầu tiên của hàng không mẫu hạm USS Carvinson vào năm 2018 của Mỹ, giáo sư Kantheyer cho rằng chuyến thăm thứ hai này của USS Theodore Roosevelt diễn ra trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Bãi Tư Chính và những vấn đề nóng bỏng trên Biển Đông, đã nhấn mạnh một tuyên bố quan trọng trong sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019, rằng Việt Nam sẽ xem xét phát triển mối quan hệ quân sự và quốc phòng phù hợp và cần thiết với các quốc gia khác. Các vấn đề và các chính sách của quốc phòng là rõ ràng, nhưng xem ra Việt Nam có vẻ vẫn chưa sẵn sàng, vẫn chưa hiểu được những tín hiệu này cần thiết và bức bách như thế nào. Theo giáo sư Kantheyer, trong hàng loạt tài liệu chính sách chiến lược, Hoa Kỳ đã xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chính. Vào năm 2019, Hoa Kỳ gay gắt hơn tố cáo Trung Quốc bắt nạt và đe dọa Biển Đông. Chuyến thăm Đà Nẵng vừa qua của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ đang thực hiện một trong ba mũi nhọn trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm hiện diện thường xuyên của tàu tuần tra hải quân Mỹ, hiện diện thường xuyên của máy bay ném bom và tự do hoạt động hàng hải. Nhưng vì những lý do ý thức hệ là một trong những điều cản trở phía Mỹ có thể thực hiện những việc cương quyết và mạnh bạo hơn nhằm chống lại Trung Quốc, giáo sư Kantheyer trong một lần phân tích đã nói rằng Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ có chính sách lâu dài là tiến hành các cuộc tuần tra thường xuyên và liên tục ở Biển Đông. Chuyến thăm của USS Theodore Roosevelt là một ví dụ rằng chính sách này đang được thực hiện. Hoa Kỳ đang chứng minh rằng họ sẽ bay và đưa tàu tới khu vực Biển Đông, nơi luật pháp quốc tế cho phép. Đây là một thách thức trực tiếp đối với Trung Quốc nhằm tìm cách đẩy các quốc gia nước ngoài ra khỏi vùng biển nằm trong đường yêu sách đường chín đoạn
do họ tự vạch ra. Trong một lần trả lời trên đài truyền hình NHK và trên tờ Japan Times, trích lời người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ khẳng định quyền tự do hải hành như một nguyên tắc hoạt động và các sứ mệnh này đều được thực hiện một cách hòa bình, không thiên vị hay chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Philippines, Việt Nam, Đài Loan và ba quốc gia khác đều có tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Washington lo ngại trước những động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông, gồm việc xây dựng các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo, trong đó có cả sân bay phục vụ mục đích quân sự và di chuyển vũ khí tối tân ra Biển Đông, xây dựng các trạm nghiên cứu, tạo ra các đảo tiền đồn và mở rộng các hải cảng. Những điều này nhằm phục vụ cho mưu đồ bá chủ của Trung Quốc. Hoa Kỳ lo ngại rằng các tiền đồn này có thể được sử dụng nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trên Biển Đông. Bắc Kinh thì nói rằng họ triển khai vũ khí tối tân tại các đảo chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây là một phần trong nỗ lực nhằm kiểm soát các vùng biển trên thực tế của nước này. Trong sách trắng quốc phòng phát hành hồi cuối năm ngoái, Trung Quốc nhấn mạnh đến việc nước này sẽ tăng cường huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện thực tế, trong đó chú trọng đến khả năng chiến đấu ở khu vực Tây Thái Bình Dương và Biển Đông. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, mối đe dọa từ Trung Quốc không phải là xa lạ, nó là hiện diện và có thật. Liệu chúng ta sẽ được Mỹ và các nước đối tác, các nước đồng minh và các nước phát triển ủng hộ hay chăng? Tất cả tùy thuộc vào thái độ của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Các đối sách trong quốc phòng và quân sự của Việt Nam vô cùng cần thiết trong những hoàn cảnh mà Trung Quốc liên tục gia tăng sự trấn áp và đe dọa chủ quyền của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm trở lại chương trình. Mong quý vị tiếp tục ủng hộ và chia sẻ với